Xin chào quý vị và các bạn, mình là Sang, mình bán xe Ford ở Sài Gòn. Nếu như quý vị có nhu cầu cần mua xe hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về xe Ford, hãy lưu số điện thoại và gọi điện cho Sang để được hỗ trợ tốt nhất. Và ngay bên cạnh Sang là một trong những chiếc xe mà cực kỳ hiếm, đó chính là Everest Sport phiên bản màu bạc. Ford Everest Sport là một trong những phiên bản mà Sang cảm giác là trẻ trung nhất trong tất cả các phiên bản, với tông màu đó là màu đen bóng, mâm được sơn đen bóng, các chi tiết như là ốp gương này, tay nắm cửa, bệ bước hay là ba ga mui hay là phía sau, tất cả đều được sơn màu đen bóng. Như vậy Sang cảm giác chiếc xe rất là cứng cáp, so với bản Titanium thì mang tới một hơi hướng sang trọng, còn Sport thì mang cảm giác trẻ trung hơn. Everest phiên bản Sport thì có một cái mặt ca lăng rất là trẻ, tất cả đều sơn đen bóng hết, có chữ Everest được dán trên nắp capo và đặc biệt là cái logo Ford màu xám đen. Tổng thể cái đầu xe thì Sang nhìn thấy toát lên một phong cách rất trẻ, Sang rất thích cái điều này. Và so với phiên bản Titanium thì chúng ta sẽ có một số khác biệt như là cam 360 này, radar cảnh báo va chạm để có thể hỗ trợ Adaptive Cruise Control hay là hỗ trợ phanh khẩn cấp. Thì phiên bản này về các công nghệ an toàn nâng cao như là phanh tự động này, giữ làn đường tự động hay là bám đuôi xe phía trước, thì hay là cam 360 thì xe không có. Nhưng mà so với những người mà đã sử dụng quen xe như cá nhân Sang chẳng hạn thì Sang vẫn thích những cái gì mà thiên về cảm giác người lái, bớt can thiệp thôi. Sport là một phiên bản vừa đủ. Cá nhân Sang nghĩ là Sang thích sử dụng phiên bản Sport hơn bản Titanium, bởi vì nó trẻ trung hơn, cá tính hơn, và cái option tính năng là gọi là vừa đủ để sử dụng với cá nhân Sang. Còn Titanium thì hướng tới một phân khúc khách hàng ưu tiên nhiều về công nghệ và có cả cửa sổ trời toàn cảnh, có các công nghệ hỗ trợ lái. Nói gì thì nói thì có nhiều công nghệ không bao giờ thừa, bởi vì công nghệ sẽ giúp chúng ta cứu nguy trong rất nhiều tình huống. Sport là phiên bản ở giữa, tuy nhiên chúng ta sẽ có một đặc điểm rất là hay, đó chính là về ngoại thất rất là thể thao, trẻ trung. Và thứ hai đó là mâm 20 inch. Thì cái mâm 20 inch này có thể gọi là lớn nhất trong phân khúc SUV tại Việt Nam rồi. Nên cá nhân Sang nghĩ Sport là một trong những phiên bản mà những người trẻ rất thích, cá tính. Và ngay cả như là những khách hàng của Sang mua bản Titanium vì những option về những công nghệ, cũng một số khách hàng là sơn đen lại hết theo phong cách Sport để nhìn chiếc xe trẻ hơn.